Xin chào cả nhà. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho cả nhà món ăn chơi ha, ăn cho vui. Với bữa nay thời tiết Sài Gòn nó hơi nóng nực nên mà ăn kem là tuyệt vời nhất. Các bạn thấy không, kem chuối mình làm cực kỳ bắt mắt luôn. Đây là bây giờ em sẽ giới thiệu cho cả nhà làm kem chuối nha. Thay đổi khẩu vị một chút. Trước mắt mình là tổng thể tất cả các nguyên liệu làm kem chuối ha. Không thể thiếu đó là chuối xứ. Chuối xứ này mình cứ để cho chín nhừ đi, thì càng nhừ thì càng ngon nha cả nhà. Cái này thì em nó cũng chưa nhừ lắm đâu, nhưng mà em làm thì nó cũng vừa phải đó. Rồi em sử dụng nước cốt dừa lon ha cả nhà. Thì làm như vậy thì cực kỳ nhanh, cực kỳ đơn giản luôn. Làm là mình ăn được liền luôn, trong vòng 4 tiếng sau là mình ăn được luôn nha cả nhà, mình không phải lách cách. Rồi sự tiếp theo đó là cái này gọi là sơ dừa cả nhà. Thường thường cái dừa mình bào ra đó nó có cái này. Rồi không thể thiếu nữa là đậu phộng nha cả nhà nha, cho nó dậy mùi kem chuối của mình. Rồi hai hũ sữa chua, để cho nó cái kem chuối của mình cho sữa chua thì kem chuối của mình nó sẽ không có bị đá mà nó sẽ dẻo hơn. Và sữa đặc ha cả nhà nha, sữa đặc để cho nó cái mùi nó đậm chất, mùi nó béo nhạy thơm ngon. Rồi bây giờ mình bắt tay vô làm nè. Cái này là công thức em làm á, thường thường mình chuẩn bị thêm một cái hộp nhựa nó để mình bỏ kem chuối nha cả nhà. Bây giờ trước mắt thì mình rang đậu phộng nha cả nhà nha. Cái công thức này em làm á thì giống như là em học người này một chút, học người kia một chút, thì để cho rút kinh nghiệm ra để cho mình làm cho nó ngon á. Thường thường á mọi người cứ làm bằng nước cốt dừa, xong phải nấu, phải bắt, phải này phải kia, em thấy nó phức tạp quá. Với lại em không có thời gian, em muốn cái gì cũng phải làm nhanh gọn lẹ, nên là em sử dụng nước cốt dừa lon cũng ngon lắm cả nhà, mà mình không cần phải nấu nướng gì, mình trộn rồi mình ăn luôn. Còn cái kia thì mình phải nấu. Lúc đầu em cũng sợ là nấu cái nước cốt dừa lon á mình ăn mình bị đau bụng, nhưng đảm bảo với cả nhà không bị đau bụng. Nhà em làm 10 lần không có ai bị đau bụng hết, nên là mình cái này mình không phải nấu bếp gì hết trơn. Rồi đậu phộng của mình đã đang rất là giòn ha, ra nóng. Mình cứ rang khi nào mình cảm thấy cái vỏ nó cháy cháy là được nha cả nhà nha. Tại vì đậu phộng á, khi mà nó nguội, khi mà nó nóng thì nó sẽ không giòn, nhưng mà khi mà nó nguội thì cái đậu phộng của mình rất là giòn. Nó cứ cháy vỏ là được, mọi người cứ cho nó cháy vỏ thì cho nó thơm thơm một chút. Rồi bây giờ mình sẽ để cho nó nguội nha cả nhà nha. Trong quá trình đợi đậu phộng nguội á, thì mình sẽ làm chuối ha. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm cái gì trước. Bây giờ mình sẽ làm nước cốt dừa trước ha. Rồi nước cốt dừa lon á, mình sẽ đổ ra một cái tô. Mình đảo đều tất cả các nguyên liệu nước cốt dừa, sữa đặc và dao ua lên cho nó hòa quyện vào nhau, nó đều ha cả nhà nha. Kem chuối này mình làm xong á thì nó sẽ rất là nhanh, 4 tiếng sau là mình ăn được rồi. Nên tất cả các nguyên liệu này mình mua trong siêu thị thì rất là dễ. Bạn nào mà không có dừa, mình không cần nhất thiết làm dừa cũng được, chỉ cần làm chuối, dao ua với sữa chua với nước cốt dừa là được. Mình quay đây, mình muốn làm cho cả nhà đậm vị á. Bây giờ mình cho sữa đặc vô nha cả nhà nha. Hai lon nước cốt dừa sẽ là một lon sữa đặc. Đây là công thức của mình luôn. Mình hai lon nước cốt dừa thì sẽ có một lon sữa đặc và hai hũ sữa chua. Mọi người nhớ hộ mình nha. Còn bạn nào mà giống như là mình làm thì mình làm cho đủ vị thôi, chứ thường thường nhà mình làm á thì nhà mình sẽ không có làm nước cốt dừa, không có làm xin lỗi cả nhà, không làm mà cái sơ dừa nào á cả nhà. Giờ mình cho sữa chua vô nha cả nhà nha. Cho tất cả các nguyên liệu vô rồi mình ngoáy đều tay. Đó, rất là thơm và béo luôn, đảm bảo với cả nhà ăn là béo cực kỳ luôn. Không thua gì là sữa nước cốt dừa mình nấu đâu. Mình thường thường á mọi người mới hỏi mình là sao phải cho sữa chua. Mình cho sữa chua, cái ngày mình không làm sữa chua thì mình cảm thấy là cái kem của mình nó đông đá. Còn mình cho sữa chua vô thì cái kem của mình á, mình cảm giác là nó mịn hơn, nó dẻo hơn, chứ nó không có đông đá nha cả nhà. Rồi mình ngoáy đều thành phần lên ha.
Đậu phộng mình đã bóc vỏ và mình giã nhuyễn, giã nhỏ ra một chút nha cả nhà nha. Rồi bây giờ mình bắt tay vô làm thôi. Cực kỳ đơn giản. Vậy là xong đó cả nhà. Chả cần phải bếp bung gì hết. Chỉ cần có chuối, có sữa đặc và nước cốt dừa. Và có tủ lạnh là mình sẽ có một kem chuối cực kỳ ngon luôn. Cực kỳ béo và cực kỳ hấp dẫn luôn. Bây giờ chuối của mình á, thì mình sẽ xách miếng như thế này. Xách miếng mỏng mỏng như thế này ha cả nhà. Có nhiều nhiều bạn á, làm cây kem chuối cây cũng được. Cũng được thì mình ép ra rồi mình cho vô cái bịch. Rồi mình cho nước cốt cốt dừa vô hai bên ha. Còn mình làm như vậy mình cắt ra á, làm mình nhớ tới tuổi thơ của mình ăn kem cây ấy cả nhà. Kem ký á, của mấy chú len ken bán á. Thì mình làm như vậy thì mình cắt ra thì mình cảm thấy nó giống vậy. Với lại nó nhanh hơn, với lại đỡ phức tạp mà mình chuẩn bị lách cắt. Đó, giờ mình cứ sơ chế chuối ha cả nhà nha. Chuối các bạn nào mà để cho chuối mà chín mà vỏ đen luôn, nó thâm cái gì vỏ vô nó cực kỳ ngọt nữa. Thì nếu mà chuối như vậy thì các bạn giảm cái sữa đặc xuống nha. Còn đây chuối của mình vừa chín tới nên cái độ ngọt nó vừa phải. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho cả nhà làm ha. Chuẩn bị một cái hộp. Đó, mình ngoáy đều tất cả các sữa này kia, nước cốt dừa vô đều ha. Chứ mình đừng có mình trước khi mình bỏ vô mình phải ngoáy đều lên nha cả nhà. Thôi nó lắng cái sữa đặc xuống thì chỗ béo chỗ ngọt thì nó không có được ngon. Chén một lớp ha. Rồi mình sẽ cho một lớp chuối. Rồi một lớp dừa. Dừa nạo. À, một lớp đậu phộng ha. Đó. Mình cho vô như vậy thì nó rất là ngon. Mình thích ăn nhiều chuối thì mình cho lớp chuối nhiều một chút nha cả nhà. Nhưng mà nhà mình thì mình sẽ làm vừa phải thôi. Cái gì vừa phải nó cũng ngon hết. Chứ ăn nhiều quá thì nó lại không ngon. Đó, đậu phộng cực kỳ thơm. Mọi người làm theo công thức này của mình không ngon thì họ cứ tìm mình. Cái gì mình làm nhiều mình chắc chắn được là mình luôn luôn chắc chắn cho cả nhà được cái công thức của mình làm đó là chuẩn theo bếp của em rồi đó. Rồi thêm một lớp nước cốt dừa và sữa ha. Cứ vậy mình làm như vậy cho tới lúc mà nào nó hết thì thôi. Đó. Như vậy thì tí mình cắt ra xong cái mình ăn rất là hấp dẫn, thú vị. Mình cứ làm chừng nào hết thôi nha cả nhà nha. Cứ tuần tự theo như vậy. Còn mình nói nhắc lại ha, không nhất thiết mình phải cho dừa nạo. Các bạn không có dừa nạo cũng được, không có sao hết. Nhưng mà dừa nạo ăn nhiều cũng không có tốt, tại vì dừa nạo ăn nhiều sẽ bị ho. Mình cho vừa phải thôi. Đó, lại là một lớp nước cốt dừa. Cả nhà nhớ nha, khi mà mình múc thì mình cứ đảo một cái rồi mình không múc cũng thôi, nó bị chỗ ngọt chỗ mặn, chỗ ngọt chỗ béo chứ, xin lỗi cả nhà. Nó nhiều khi mình nói chuyện là mình bị lụ vậy. Tại mình vừa phải làm mà mình vừa phải để ý sốt nữa, nên là nhiều khi mọi người thông cảm cho mình nha. Đó. Em thì trước giờ em vẫn thích làm đồ mặn, nhưng mà chắc sau này em sẽ tập làm đồ ngọt ha. Coi khả năng của mình có làm được đồ ngọt hay không. Rồi mình rút ra được bí quyết mình sẽ chỉ cho cả nhà nè. Rồi bây giờ đã xong rồi nha cả nhà nha. Mình muốn làm đẹp á, thì mình sẽ cắt chuối như thế này. Mình bỏ lên trên cho nhìn nó hấp dẫn. Cắt cho tròn 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 bỏ lên trên. Mình quay video clip thì mình làm vậy. Chứ thật ra ở nhà mình á, mình cứ làm bỏ vô hết rồi mình đông đá rồi mình ăn là thấy ngon à. Nhưng mà mình quay video clip cho cả nhà coi để tạo thêm sự hấp dẫn, để kích thích cả nhà coi xong là phải đi siêu thị mua chuối và mua tất cả các nguyên liệu về làm liền. Nên là mình sẽ tạo cho đẹp đẹp một chút cho nó được kích thích. Cho một lớp dừa nha cả nhà. Đó, cho nó bắt mắt một chút. Đậu phộng. Cả nhà thấy không? Cực kỳ ngon luôn. Mình làm như vậy thì đảm bảo vệ sinh cho cả nhà lắm. Mọi người đừng có nghĩ là mình không nấu bằng lửa.
mình không nấu trên lửa thì mình ăn nó sẽ không được an toàn. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm đi, nước cốt dừa này là mình ăn về nó rất là ngon, khi mà đông đá thì nó không có bị đau bụng đâu. Đó, bây giờ trước mắt mình là cái hũ mà mình đã cho tất cả các nguyên liệu vô rồi, mình tạo thành. Bây giờ là mình đóng hũ và mình bỏ vô mình đông đá cho cả nhà nha, cực kỳ ngon luôn. Và cái hũ này có cả gần hơn nửa ký đó. Bây giờ trước mắt mình là mình đã bỏ vô tất cả các hũ rồi, mình đâu có cần chuẩn bị gì đâu, nhà mình có hũ gì mình cứ bỏ ra mà mình làm thôi nha cả nhà. Mình làm hũ nhựa cho cả nhà nha. Đó, thành phẩm rồi. Bây giờ mình đông đá nha cả nhà. Bây giờ mình cho đi đông đá đây, và mình đã đông đá thành đông đá rồi nha cả nhà. Cái này là ba hũ kem mình đã đông đá. Mình sẽ mở ra cho cả nhà coi nha. Thường thường mình làm mình bỏ vô tủ lạnh 4 tiếng, 4 tiếng sau là mình có kem chứa mình ăn rồi. Wow, cả nhà thấy hấp dẫn không? Màu vàng của đậu phộng, màu trắng của nước cốt dừa và sữa, cực kỳ ngon luôn. Và màu vàng của chuối nữa. Cả nhà mình sẽ cắt cho cả nhà coi nha. Mình sẽ cắt cho cả nhà coi cái bên trong. Mọi người yên tâm nha, tay mình đã rửa sạch rồi, không có gì hết. Mình cứ vệ sinh là mình sử dụng bằng tay luôn cho nó tiện. Mình làm đúng theo gia đình luôn á, chứ mình không có cầu kỳ gì hết. Nên là trước khi mình muốn cắt gì thì mình cứ rửa tay bằng xà bông Lifebuoy thật sạch rồi mình hãy cắt nha cả nhà. Cả nhà thấy không? Cắt ra cái lớp chuối nó cực kỳ vàng ươm luôn. Hấp dẫn nhờ. Nhìn là chồng mình thì thích ăn kem chuối, nên là mình thường thường mình hay làm kem như vậy cho chồng mình ăn nè. Cả nhà thấy không? Đó, bây giờ đã hoàn thành xong món kem chuối rồi. Rất cực kỳ hấp dẫn. Nên là cả nhà hãy luôn ủng hộ cho em và đóng góp cho bếp của vợ ngày càng phát triển hơn ha. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại. Em sẽ làm nhiều món ăn hơn nữa để giúp cả nhà có nhiều công thức riêng ha. Em chào cả nhà.